chance to hold me back, you do. Hello mọi người, bây giờ mình đang đi trên đường đến event ở bên Student Am. Thì hôm nay mình sẽ làm từ 4 giờ sáng, 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Nên là mình sẽ mang mọi người đi để xem một ngày làm việc của mình sẽ như thế nào nha. Đồng mắt con đi. Nãy mình phải dẫn mọi người đến một cái phòng ở một cái tòa nhà của engineering mà không ai biết cái phòng đó ở đâu trong cái tòa nhà này. Ngay cả người yêu mình học engineering nó cũng không biết cái phòng đó ở đâu luôn. Xong rồi may là có một cái chú kia rất là nice. Mình hỏi chú đó xong rồi chú đó dẫn mình tới cái phòng đó nên mình mới biết đường đó. Trời ơi, chứ không là mình và một đám người đứng lóng ngóng không biết tìm cái phòng đó đâu luôn. Bây giờ dẫn xong rồi là đến giờ ăn trưa. Quá nắng. Hôm nay tụi mình tranh thủ lên campus trường để làm việc một chút. Phải tranh thủ những lúc mùa hè không có ai mọi người ạ. Anh mập. Khi làm việc một chút và mình cảm thấy hơi chán nên mình đã bắt đầu đi làm một hoạt động mà mình yêu thích nhất. Thì do kỳ hè này mình rảnh rỗi nên mình đã đăng ký làm front desk ở Student Ambassador Office để kiếm thêm tiền. Và do là mùa hè nên không có ai nên công việc nhẹ nhàng lắm. Bực gì vậy? Thơm cái vàng miếng đi. Này, ăn đi. Thơm cái vàng miếng đi. Hả? Vứt cả vàng một thùng rác. Đói bụng quá. Nhiều. Mấy tuổi? Ăn đi.
When we were in seventh grade, you knew every crush of mine. We'd always talk online. And now that we're all grown up, you've disappeared for a while. I wish that I knew why. It's been about 6 months. Did you forget about our plans to see each other soon? 'Cause I was flying out just to see you in the middle of December. We'll drive your Mercedes beaches in Miami, getting drunk at Disney. But some friendships don't stay the same. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Nói quá. Tiền đâu? Tiền ăn chưa đâu? Để tiền ăn chưa đây. Bắt nạt kiểu gì mà lau mắt người ta. Nó nhăn quá. Đồ nha. Mà có mèo này. Wow. Big Mac luôn. Chính 10 piece Mac Nugget. We haven't talked that much since June. I'm afraid that I lost you. I hate we grew apart and never said goodbye. Maybe we both just needed space. Maybe a different time and place. What if we could just rewind? I think it's been about 6 months. Did you forget about our plans? Ooh. See each other soon. Ngon. Ngon. Các bạn phải bây giờ xem mình ăn cái này. Bạn đi theo mình nè. Cùng đi theo mình nha. Hôm nay tụi mình đi ra công viên và người ta có Farmer Market, là chỗ mà bán rất là nhiều đồ ăn. Nhưng mà do tụi mình đi trễ nên chỉ còn đào thôi. Em mắc lại một cái. Mười. Để các em đào. Thế tới đào. Ok. I forgot, but I know the real name is Winston Carroll. Sữa.
mình thả con này ra để cho nó ra sân sau chơi. Xong rồi nó bỏ chạy luôn mọi người ạ. Xong rồi nó chui vô cái hốc ở dưới kia, mọi người thấy không? Đó, nó chui vô trong chõng. Xong mình hết hồn. Xong rồi mình phải lấy cái cần câu con cá để mình dụ nó. Sẽ buộc dây vào người con này. Mình không tin tưởng nữa. Quá. Không biết mèo của các bạn có như vậy không, nhưng mà con mèo của mình mỗi lần mà mình buộc dây như vậy là nó suy nghĩ nó không đứng dậy được. Nó nghĩ là nó chỉ có thể nằm thôi. Nên nãy giờ nó nằm phẹt như vậy. Mình thề là lát nữa mà mình bỏ dây ra một cái thì nó sẽ bỏ chạy. Chuyện là nãy giờ mình lướt Facebook, mình coi đồ ăn Việt Nam quá nhiều. Cái bây giờ mình quá thèm đồ Việt Nam. Hôm qua mình ngủ mình còn mơ thấy mình đang ở Việt Nam ăn sáng bún bò, xong tự nhiên mình dậy cái mình thấy mình ở đây. Rất là không vui. Nhưng mà anyways, tháng 12 là mình sẽ đi về Sài Gòn chơi một tháng. Quá là vui. Đó, tôi sẽ càng quét cái Việt Nam này. Đây là trường cấp 3 của mình. Đây là Drexel. Anh có muốn bờ môi hờ hững như vậy không? Wow, hờ hững quá. Anh là Kylie Jenner phải ganh tị. Tụi mình đang đi dạo sân bay. Tại vì ra sớm quá, không có gì để làm. Không biết do ai. Đi sớm 2 tiếng là cần thực xã hội mà. Đây là sao? Em bây giờ khu rồi nha. Ờ. Wow. Không có vị hả? Cause I was flying up just to see you in the middle of December. We'll drive your này các bạn nhìn Ngọc Minh mua chai nước to này. Ngọc Minh mua. Ngọc Minh béo. Ngọc Minh béo. Ngọc Minh béo. Mình đang ở siêu thị để mua dép. Tại là do mình phong cách nào đó đã quên mang dép khi đi biển. Nhưng mà mình đang đối diện với lại những sự lựa chọn rất là khó khăn. Như là đây, các em dép rẻ nhất với giá 12 đô thì nó rất là xấu. Nhưng mà hãy nhìn qua bên đây, các em này cũng nhìn tạm ổn nhưng mà nó đến 20 đô lận. Mình có muốn chi 20 đô để mua những em dép tạm ổn có thể mang lâu dài hay không? Không, mình sẽ chi 12 đô. Mình rất là cheap. Có cá. Bắt một con đi. Hả? Nhiều cá lắm á. Hả? À, mình em đi shopping. Oh, hello chị. Oh. Em nhìn giống rồi đấy. Ở
chim. Cái tiệm siêu đồ bơi. Nếu cầm ghế đi. Cảm nghĩ về chuyến đi ngày hôm nay. 10 trên 10 trừ 4 điểm đồ ăn. Em làm mặt đồ con này đi. Để khoe mọi người cái cửa hàng đối diện nữa. Đây là Street Club. Wow. 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 Your point of view. You never.